Nhiều người cả
các con của em lúc nào cũng thương nhớ em nhiều vô tận. Khi nhìn thấy anh là cả con em, nước mắt tuôn rơi vì nhớ thương mẹ Quy Nhung này rất nhìn thấy anh là cả con rơi lệ hoài. Em có hiểu bây giờ, bây giờ anh thương em biết bao. Bao năm trời các con của em được bàn tay em dưỡng nuôi, dạy bảo bao điều em muốn nắng từng giờ đây xa lìa đời, xa lìa đời em bỏ em đi đâu. Bây giờ tình cảm mẹ lìa xa trước đời rồi, mãi mãi đâu còn mẹ nữa để rồi cho các con cậy trông. Em ơi em biết không, khi anh gặp các con em là hai bên nước mắt tuôn tràn. Nhưng giờ đây trong lòng không biết đợt bao giờ, không biết đến bao giờ anh mới quên được em. Em thời cho các con em ở trên đời.